bây giờ mình gần chỉ có 1-2 thôi, còn như 7-8 là mình chữ từ rồi mình chỉ mình lo đi vớt cái chai và những gì mình kiếm đồng tiền được đó thì mình cố gắng đi đi làm. Mà lại kia mình chỉ ăn cơm ở đâu quán nào ngon chỉ con với anh Đồng ăn với. Quên rồi. Quên. Con hiểu ba rồi. Vậy là... chào Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của ông ba và ông tư, hai ông cụ nhặt ve chai. Sau một thời gian vắng bóng thì hôm nay Bùi Hồ trên đoạn đường có về lại đây thì ghé thăm cuộc sống của hai ông như thế nào. Cô bác anh chị biết không, đây là một cái dàn bước mà được ông ba tự tay chăm sóc trồng sau khi được Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ một cái căn nhà ấm cúng cho ông. Đây là những cái trái bước nè. Đây là một cái thành quả của ông ba này, cô bác anh chị không? Nhìn thấy dễ thương ghê á. Ở bên đây có mày một cây ớt nữa nè. Ớt này là gọi là ớt Mỹ. Mặc dù với một cái diện tích nhỏ hẹp nhưng mà ông ba có thể tự tay cho mình chăm sóc những cái cây mà có thể làm một những cái bữa ăn đơn sơ như là canh mướp hoặc là rau lan luộc. Và bên đây nữa này cô bác anh chị, mời cô bác anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Ở đây có một cái cây bàn nhỏ nhỏ dùng để che bóng mát nè. Cô bác anh chị thấy ông ba không? Phải nói là tươm tất, và đặc biệt là mình thấy rất là vui khi ngày hôm nay gần 3 tháng quay trở lại đây thì mọi thứ từ một cái nơi khô cằn sỏi đá như thế này thì ông ba lại tự tay chăm sóc cho mình một cái vườn rau nho nhỏ, những cái cây rất là xinh xinh. Cái hạn như đây là một cái cây đu đủ này cô bác anh chị. Có một cái cây đu đủ không biết là cái này cái gì một đồng. Cái này không biết luôn. Không biết luôn. Ở bên kia có rau tần nữa kìa. Và thậm chí là bên đây có cây dừa đó. Mình không biết ở đây là cây gì. Ông ba ông trồng, ông rất là có vẻ như là ông ba ông rất là thích trồng cây. Và đặc biệt thì Bùi Hồ cũng rất thích một cái ngôi nhà nó nhỏ nhỏ như thế này mà có đầy đủ cây xanh như thế này, giúp cho con người của mình thêm phần yêu đời trong cuộc sống. Có một cái vườn rau lan ở bên đây nữa nè. Ở bên kia thì có cây cổ mực. Và cô bác anh chị thấy rằng là ngoài những cái cây mà làm thuốc, những cái cây mà làm thực phẩm và những cái cây che bóng mát thì cỏ hầu như là hoàn toàn không mọc ở tại chỗ này. Vì vậy thì hôm nay Bùi Hồ đến đây cũng rất là vui và chia sẻ về cái cuộc sống hiện tại của ông ba ve chai, một người bạn đã từng đồng hành với ông tư trên suốt cái đoạn đường mà lên đên sông nước theo cô bác quý anh chị. Và sau khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì sẽ như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vào trong với Bùi Hồ. Rồi con với anh một đồng chào ông ba ha. Chào chú ba. Rồi xin chào tất cả ba chú. Hôm nay là lâu quá thì con mới quay lại thăm ông ba với ông tư, nhưng mà ngày hôm nay á thì hữu duyên gặp ông ba trước, không biết có duyên gặp với ông tư hay không. Ông ba ơi, con thấy con với anh Đồng á thấy cái vườn rau á ngoài trước á là ông ba tự trai trồng hay là bà ba trồng hả? Tự tôi trồng rồi đó, rồi mới có vài bữa nha, cũng như nó ít á, rồi mình cắt có khúc nè, cái mình dâm ra rồi mới có cho nó ba động hơn nhiều đó, cái mình hái dù trong chấm cái kho vậy đó, thì khoảng đó mình hái có gần nhà mà khỏi tốn tiền. Nói vậy đó. Cái chút trồng rau răm rồi bạc hà, còn cây đó mấy cây cao cao đó là mấy cây bạch ếm, cây tràm. Cây tràm. Còn mấy cây thấp thấp này không biết, cũng như nó lên mình dưỡng rồi nữa, nó che nắng che gió rồi đó, cũng đỡ vô đó nữa. Hồi sớm là con thấy giống cây tràm lắm, tính hỏi chú là cây gì. Mà chú cũng trồng hả chú? Cũng trồng. Dạ. Rồi mấy cái dừa cũng trồng, mía cũng trồng luôn. Một luôn cũng quá lợi, mấy hai nó cản gió, cản nắng nọ cũng đỡ nữa. Chú trồng đầy đủ bộ tâm sen luôn, cũng như là trồng bạc hà thì phải có rau tằn để nấu canh chua luôn. Quế. Ớt rồi đó. Rồi bằng trước một chút đi, bằng trước là trồng được mấy trái bự bự, cứ bằng cái dừa gan đó. Cũng có một cái chút chút rồi trồng nóng ra đó. Có mướp nữa. Ủa cái đó dưa gan hay là mướp chú? Dưa gan. Có trái rồi đó. Có trái rồi. Vậy là con với cái đó có trái là được rồi. Nhưng mà ông ba mà trồng cái cây tràm là mai mốt cao người ta chặt đó nha. Mình để nữa sau này mình sử dụng có nhà nó lỡ mục hay gì đó. Sửa lại ha. Sửa lại được ba cây đó chắc sửa được cái gì. Nhưng mà nó gì chứ có sẵn là mình kêu thằng con cháu rồi nó cho nó hút cho luôn nữa.
Nhưng mà con nói thật á là con phải nói là con cực kỳ khen ông ba luôn á, trồng dừa, trồng đu đủ nhóc á. Nhưng mà ông ba trồng gọi là mát tay ghê á, trồng cái nào cái đó cái nó phát triển bập lù à. Mình vậy đó, mình cũng ý nữa cạn gió rồi, có một thứ hai nữa rồi, nó đòn cao lên cái nắng nâu nọ nó che vừa che mát vừa che gió cho mình đó, hai cái lợi cho mình đó. Dạ có mấy cây cỏ mực nữa làm thuốc. Cỏ mực thì để mà sức mấy cái tay bị nước lở đúng không? Nước ăn chỗ cẩn hổng rồi này, nước ăn sức gì không? Sức cỏ mực á hả? Cỏ mực cái tấu tôi gãi là khỏi ngủ luôn. Con muốn hỏi ông ba như thế này nè, bây giờ là hồi sáng giờ ông ba đi nhặt phế liệu hả? Cũng mới đi đất vậy má, chưa được 5 phút thôi là mấy chú tới liền đó. Dạ tính tắm hồ cây. Ủa ai nói chợ quên chú nữa, nhớ tên con không? Nhớ cho nhớ tên gì? Bùi Hồ. Bùi Hồ, phụ hồ. Ở đó tôi kêu phụ hồ. Con chú gì gì hợp đồng gì, hợp đồng ở đó tôi kêu hợp đồng gì đó. Cái chú tại gì vậy thì hồ thợ hồ đi hợp đồng rồi cho chú rồi vậy hợp đồng hợp đồng. Dạ. 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 Mình biết á. Dạ. Đó rồi chết rồi kêu chú này gì? Đỡ hồ. Phụ hồ. Phụ hồ chứ. Dạ. Ông ba ơi, con muốn hỏi là ngày ông lượm cho chai cái này được nhiêu tiền? Rồi sáng giờ lúc này hả? Lúc này nó hẹp quá trời hẹp thì nó hiếm hồi đó cũng được, tức là cống không xả cống đổng nè, lái bơi mù xuống bên kia đâu khoảng tiếng hồ chút xíu rồi xuống kia thường quá rồi đó, cũng mấy tiếng hồ mới được có chút xíu rồi mới về cái đạp đó. Sáng giờ ăn cơm chưa? Ăn ba cơm nguội rồi, ăn nó thiêu với đậu bỏ rồi, chưa nóng nữa, cũng ngày nấu hôm qua rồi cũng mình nói ông tư uống thuốc cũng bới cho ổng miếng cơm ổng cũng săn không đói bụng đó, mình bới cho ổng ăn đến còn nhiều quá mình để ăn sao mà cứ chừng dở được cơm canh nó kêu nữa rồi cũng gắn nuốt. Ông tư có thường lên ngủ với ông ba không? Nói chung đi ổng sáng đi chiều về, còn bữa nào tình nghĩ lắm ổng đậu đây một đêm rồi anh em mình tâm sự nói chuyện giãn này nọ đó, cũng anh em cũng làm ít nhiều cũng xị nó xị rồi anh em mà tới vụ mà tới đó mà nó chẩn mình vô chị hơn chị đó là mình nghĩ rồi cái anh em lại hút thuốc rồi uống nước trà hay là những gì đó ai thích uống trà uống, ai uống thích uống đá uống đó, được rồi. Ngồi cái nói chuyện cũng nói chuyện mà hỗ trợ qua lại anh em cũng như nói chuyện đỡ buồn đó thì đó. Ông Tư còn nhậu không ba? Ông cũng còn mà có buồn không hả? Ông Tư cỡ này có buồn không hay là thấy ổng khỏe lại rồi? Thấy ổng khỏe rồi thì thấy ổng bây giờ cũng mặt mày cũng tròn trịa lại rồi, hồi trước ổng vừa ổng sốt ổng cũng ốm đó. mặt thoáng rồi. Dạ bây giờ trắng trẻo rồi, mặt ổng hồng hào rồi cũng mừng đó. Vậy cũng mừng. Rồi nhà mới á, lâu lắm rồi, gọi là nhà mình ở cũng gắn bó lâu rồi, thấy ngủ ngon hơn không? Thì nói là mình có nhà thì mình ngủ đi yên tâm rồi, mình không còn lo lắng như hôm trước mình ăn nhà ở động đó đó. Hôm nay mình có nhà cửa ăn ngủ thoải mái hơn, khỏe hơn nhiều. Nhiều gắn phút giờ đó là mình gầu 2, bây giờ mình gầu chỉ có 1-2 thôi. Còn như 7-8 là mình trừ mình chỉ mình lo đi vớt cái chai và những gì mình kiếm đồng tiền được đó thì mình cố gắng đi làm, bạn có đồng tiền ra vô mình sẽ chở gia đình nữa. Trong những lúc mưa gió này nọ thì chú ba cũng có được cái căn nhà cũng ấm áp rồi, thì mình ở bên trong nó rất là khỏe, không còn lo rầu về mặt đó nữa. Cái căn bệnh của ông ba sao rồi? Hết chưa? Giảm và khỏe rồi, khỏe không đó nhiều rồi.
Bây giờ còn dự trữ tiền bạc gì không? Tiền bạc thì có cũng như là cái nhiều không nhiều ít không ít, cũng như 100-200 ngàn gì đó, đủ không đủ mà thiếu không thiếu, mà hòa tiện mà cặn là hay hơn. Thôi có nhiêu xài nhiêu khỏe rồi. Khi nào mà có khó khăn quá điện cho con. Con nói thiệt mà cười cái gì? Có thiếu bà ba con kiếm không được cho ông thôi. Ví dụ như có bà ba còn vui vẻ trong gia đình đó. Vui đó hả? Không là có bà ba chăm sóc cây dùm không? Con thấy tốt quá trời luôn hả? Có bà ba thì bà lại đây bà xin rau ăn là nó có. Có bà ba xin rau hả? Ồ. Hèn chi là có động lực để trồng cây ha. Mình trồng cây cũng có ý đồ lắm chứ bỏ. Trồng này là có ý đồ đúng không? Bà cho bà em lợi bà hái thì bà khỏi tốn tiền nữa, tiền mua đó. Bà lợi bà xin rau rồi bà có xin gì nữa không? Chủ yếu là đất rang thôi. Bà có nói là khi nào xin ông ba không? Bà nói vụ đó là chắc chưa. Hèn chi là trồng cũng có ý đồ đúng không? Muốn cho em sang nhà anh thì anh phải trồng rau cho em sang xin nhiều lần. Đúng không? Mà thích bà ba xin không? Rách không rách, bả lại đây mình vui đó. Làm gì làm chứ vườn rau đâu bỏ được anh một đồng. Có thể quên mất ve chai nhưng mà cây cối phải tứ. Nói trong đây là mấy người mở nửa sớm người ta không biết đó. Người ta biết rồi nói người tôi xin đài đọt ông ba cho nó ăn cứ ăn đi. Cũng như mình trồng đó, mình làm phước đó. Ai không có thì thấy thì nó già mình bỏ cũng uổng nữa. À mình ai xin mình cho. Để nó ra già quá mình không ăn thì nó già nó uổng. Sau thì nó cũng bỏ cũng uổng hết trong mình nữa. Ông ba ơi. Chợ gần ở đây không ông ba? Cái chợ. Chợ đây xuống bờ gần tên công đồ. Ê tên cây số là. Cây số là hả? Ừ cây xuống bờ gần đó. Bà ba sao mà bà biết bà kiếm ông này? Bà ba mới. Bà gần đây à. Dạ hả? Bà qua bà nói sao? Bà nói cho tôi xin bắt đồ lan thì luộc ăn cơm tới đó. Đi, rồi ông có nói là thôi bà em về nấu cơm cực quá là để anh nấu luôn cho không? Hả? Có ai đúng không? Không phải có cơm chung rồi đúng không? Đúng không ông ba? Ăn cơm chung thì chắc là hình như không biết có lẽ có ăn cơm mà biết. Có. Ồ, vậy là biết rồi. Chú ba còn mí mí nữa. Ăn mấy lần rồi ông bà nó nghe coi, nói con nghe. Hai ba lần rồi. Hả? Ăn ở đây ha. Chỗ khác hả? Hẹn ra ngoài quán ăn hay gì? Đi cũng có điểm mình chỗ nào nào đó. Ăn cơm ban ngày nha, ăn cơm trong sáng nha. Ăn cơm vậy cái gì đó. Khỏe cơ hỏi bóc méo. Bóc méo vậy ông ba nói ăn cơm mà cũng có điểm ăn cơm ở đây nấu cơm ăn được vậy. Mà lại kia mình chỉ ăn cơm ở đâu quán nào ngon chỉ con với anh Đồng ăn với. Quên rồi. Con hiểu ông ba rồi. Vậy là nói chung là giờ mối tình u hơn 60 này, u 70 này cũng ngon. Bà ba năm nay nhiêu rồi ông ba? Bà cũng 27 rồi, cũng lớn rồi. Nói chung đi tình nghĩa là tuổi tác mình không đợi nhưng mà lớn tuổi hơn ông ba? Lớn hơn 2-3 tuổi rồi. Bà ba đó là bà quá chồng hay sao? Quá chồng cũng mới chết đâu cỡ 1 tháng trở lại rồi. 1 tháng mà hả? Thì chồng đó ở ổng ở thành phố Sài Gòn đó. Nói vậy chứ con chọc ông ba vậy thôi chứ thật ra thì đến cái từng tuổi này thì cùng nhau gặp gỡ nhau chỉ là bạn già cho nó vui thôi. Chứ còn cái chuyện những cái chuyện khác thì mình không có nói tới, nhưng mà có người xin rau thấy nó cũng hợp lý. Thôi thì xin rau và đẳng em nấu thì cũng ăn cơm thành không. Lại đây anh nấu hai đứa mình ăn cơm chung gì đó đúng không? Ăn cho cái tình nghĩa hả? Dạ. Để đó ăn mình nên thấy buồn. Buồn chứ. Có nói vậy không? Lần đầu tiên bà ba xin rau bà nói sao? Bà xin vài con rau bây giờ bà luộc bà ăn thôi, ngoài ra là không nói gì hết. Tại ông ba tỏ tình sao? Là
rồi em cứ hái hết rồi đi. Em cứ hái hết đi hả? Cũng như mấy đợt non nó ra đó cũng hái hết thì nó ra cái non khác. Để nó già cái mình bảo ổn. Thì mình cũng cứ nói với ở đó sớm mà cháu có ăn thì bên chú có trồng sẵn. Không có ăn thì hái hết cho nó đâm trực cho non. Cái để già uống nó là bà mà mốt con biết rồi con qua đây con xin chú. Thôi chỉ có bà ba mới kêu là em hái hết đi chứ người khác kêu thôi hái ít thôi nha mày. Còn chưa mai mốt đồ ăn nữa, gần tháng 7 tới rồi đó. Đúng không? Đúng không? Ừ phải rồi, còn gần tháng 7 mình còn ăn lạc mấy rồi gì đó. Không ấy kêu bà ba lại ở chung vui vui. Bà còn đứa nhỏ đó cũng bị gì chất độc da cam đó thì đã cho nó nhỏ cũng lớn tuổi rồi, mấy tuổi rồi mà tối ngày bé gìn giữ rồi mà chứ đâu có bỏ nó đi bệnh bỏ nữa. Sống đến cái tầng tuổi này mà còn mắc cỡ gì nữa, gắn bó hữu hỷ tối về đêm cho vui. Có người dân mùng dù sao nó cũng đỡ tuổi, bạn gốc tôi gốc. Đúng không? Người dân hai góc chia nhau. Chia nhau mà dân hả? Chia nhau mà dân. Tôi bà bắt cơm, tôi nấu canh nấu cá chứ. Chứ bây giờ là giấu hoài sao được, đúng không? Giấu mà giấu được. Lâu ngày cũng lòi ra. Lòi cái đuôi ra. Cái này gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn nghe nè. Ông ba là kiểu dạng như mà trong thơ của Thúy Kiều vậy á. Tự nhiên bây giờ mấy tháng cái có người tình không thông báo cho nhỏ hay luôn trời. Hồi chừng nào đám cưới? Cái này mình quen quen tình với nghĩa thôi chứ ngoài ra mình đâu có còn nghĩ quen tình nghĩa bạn bè với nhau thôi. Nhưng mà gặp cũng trà hỏi rủ uống cà phê pháo rồi chứ mình ngoài ra mình đâu có nghĩ đâu. Vậy là rủ đi xa là uống cà phê thôi, còn ở nhà là ăn cơm. Có những điểm mà hẹn gì đó không nói cho hai nhỏ nghe đâu. Đúng không? Đâu nói cho mấy nhỏ cái này nó ai chết à. Tại cái lại nó biết á. Là nó biết. Nó đằng nhỏ cái nhỏ đó nó nói hay nó biết liền nó chết liền á. Mà anh một cái đồng có để ý không là ông ba là hiện thời điểm bây giờ là ông ba gương mặt hồng hào hơn. Mặc dù chân tay của ông ba là có bị nước ăn nhiều hơn. Tuy nhiên nước ăn là đúng rồi. Tại bây giờ là còn lo cho bà ba nữa. Ngày xưa đi có một buổi thôi, bây giờ là phải đi hai buổi đang lo cho bà ba. Để thôi bà sinh ra hoài cũng tội. Đó nước nên thành nữ là đi hai buổi thành nữ là nước ăn ngón tay hết trơn à. Nước ăn ngón chân ngày xưa đâu có đâu. Ngày xưa thì ông ba khác lắm nha. Ăn ngủ gì không ngon gì hết trơn á. Gương mặt thì không có hồng hào. Mà chân tay thì nó không bị nước ăn. Còn mấy mấy chập luôn mà nước mà chơi ướt đó. Tối ngày luôn luôn. Chứ ngày xưa là lượm có mình sống, bây giờ tới hai mình sống sao chịu nổi. Ủa đi là rất giả, đi ngày mấy cử luôn. Hai cử, ba cử. Nó nói ra là con biết rồi. Chứ bây giờ còn bà ba nữa sao chịu. Rồi tới hai ba miệng ăn hả? Đúng rồi. Đúng không? Một mình nó khỏe. Nhưng mà thời gian gần đây là ông ba ăn được, ngủ được, ngồi vui hơn đúng không? Rồi thì mình cuộc sống thì thấy có nhà cửa rồi. Mình thấy nó không còn gầu lo nữa. Hồi trước thì mình ăn nhờ đậu ở 2-3 ngày, 30 ngày bị đuổi. Bây giờ ở chưa được từng lễ bị đuổi. 2 ngày, 3 ngày đuổi ra, đuổi xuống đuổi 1 ngày cơ mà. Ngày xưa là Mạnh Thường Quân tặng cho ông ba cái ngôi nhà đi điện đi nước cho ông ba. Là ông ba chỉ ấm ở vẻ cái bề ngoài thôi, ấm về thể xác thôi, nhưng mà lạnh về mặt tâm hồn. Ngày hôm nay là tự nhiên có Mạnh Thường Quân tặng ngôi nhà, có che mưa che nắng đúng nghĩa, ấm luôn về cả mặt tâm hồn. Tối đôi khi bà ngủ chứ bà. À, giá này còn thích à. Và đúng không hả? Cũng, có không, có không cũng mình nói hỏi tâm nữa chứ cũng nói trong điện thoại mình nói chen lát thôi. Cái mối tình mà của những người già, Bùi Hồ nghe với anh Một Đồng nghe kể là gần lắm. Trân quý từ cái việc mà miếng ăn giấc ngủ nó giống như mối tình của những đôi trai trẻ mới yêu đương á. Vì tuổi già là cái tuổi hiu quạnh mà, không con cháu thì thành thử ra là tình thương thì dành hết cho cái người yêu mới hết à.
đặc biệt là gặp ông ba là cứ cười và nhắc đến cái giường gao gì đó là cái mối tình đầu tiên nàng ấy đến hay vẹn lẹn hái những cái gì đọt lan đúng không? Rồi ai ở trong này là thầm thương trộm nhớ nhìn lén gì đó. Thôi bây giờ tụi con rất là vui. Nãy giờ là chỉ chọc ông ba thôi. Ông ba vui tại vì gặp nhau nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Tụi con nhỏ tuổi nhưng mà nói có gì á, sơ suất thì có thể là cô bác của anh chị bỏ qua. Tại vì dưới ông ba này rất là thân, ông cháu thì nói chuyện nó mặc dù là đùa giỡn nhưng mà nó cũng có một cái khoảng cách nhất định về mặt vai với. Có những cái lời nào mà nó không hay á thì cô bác của anh chị bỏ qua. Những cái tình cảm của ông cháu thì trước sau nó vẫn như vậy. Và Bùi Hồ có nhắc là khi nào có khó khăn á, điện cho con với anh một đồng một tiếng để con xuống con hỗ trợ. Cho con với anh một đồng gửi lời thăm ông Tư. Chắc có dịp mai mốt tụi con về, mà về thì con điện cho ông ba trước để mà gặp ông Tư ha. Ngày hôm nay á, quay lại đây để cập nhật tình hình của ông ba cho cô bác quý anh chị biết. Dù đâu có đó được gần, không biết là hiện nay ông sống như thế nào. Nhưng mà Mạnh Thường Quân cảm thấy rất là an ủi khi mà ngày hôm nay vườn cây xanh tốt xung quanh nhà của ông ba. Nhà cửa thì lại gọn gàng ngăn nắp, con không biết là có người dẹp phụ hay không. Mà mặc dù ông đi vớt ve chai 2-3 ngày nhưng mà có người dẹp phụ thì nó cũng vui, đúng không? Lâu lâu có người giặt mùng cho mình thấy nó cũng đỡ tuổi. Con với anh Mộc Đồng chúc cho ông ba sức khỏe dồi dào, an lạc và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ở cái tuổi này thì cũng nên có một người bầu bạn để mà đỡ buồn tuổi về đêm. Khi nào có thì có bằng gà, bằng vịt, bằng đám cưới gì cho hay. Rồi ông ba muốn nói lời nào với tất cả các cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, những người đã từng đồng hành với mình, ủng hộ mình không ông ba? Thì có. Thì tôi cũng là không biết nói gì hơn. Trước nhất là tôi cũng là quý bạn. Khoan khoan chút đi. Bà quý bà con trong nước và ngoài nước giúp đỡ tôi được nhà cửa chỗ ăn ở yên tâm và không còn sợ nắng mưa mà mưa lớn rồi dọc này nọ đó. Tức là tôi nói gì đó mong quý bà con cũng thông cảm á. Mình được cũng yên tâm luôn, mình ngủ nghe nó thoải mái hơn. Còn trước ông nhà ở đậu thì mưa gió mà tạt cái nửa đêm cái mưa cái cuốn mộng không có còn chỗ nên mình ngủ nữa. Thì đó là cái mình nói cái trước là sau này đó được nhà cửa đó là mình cũng yên tâm bày, không còn lo lắng nữa. Chắc ngủ cũng yên tâm đó, mình không còn sợ mưa dọc đầu này mưa trong dọc đầu kia nữa. Dạ thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân chúc cho ông ba sức khỏe. Mạnh Thường Quân cũng có nói với con gì nè, khi nào mà có ra mắt đàn gái thì cho hay để hỗ trợ đi hai con vịt hay sao á. Rồi sao chịu không? Cái vụ đó là một lần một mình rồi mới còn lo không xảy được đó, tại mình nó chơi dễ rồi. Vậy chứ hai thân hai mình vậy mà có của dư á. Chứ bây giờ một thân một mình ngồi nhậu hoài buồn chiều về nhậu, bây giờ bà nói bữa nay nhậu nữa ha ông, là dưới này quéo dụm rồi lên ngủ sớm. Đúng không? Sợ bà bỏ tử hả? Bỏ cấm cung đấy chứ. Rồi anh Đồng có muốn nói lời nào không anh Đồng? Thì thật ra lần trở lại đợt 2 này thì con thấy thứ nhất chú ba thì hồng hào và trắng da ha, còn mạnh khỏe hơn lúc trước nữa, mập mạp hơn. Đó là cái cảm nhận của con nha, khi gặp lại chú ba cũng trong thời gian qua. Bây giờ thì cuộc sống chú ba thì con thấy một phần cũng như trước kia cũng đã lên đên trên mặt nước rồi, bây giờ một phần thì cũng khỏe và an nhàn, rảnh rỗi thì cũng có bầu bạn. Thì con cũng chúc chú ba nha được nhiều sức khỏe trong cuộc sống mỗi ngày. Thì tôi cũng chân thành cảm ơn quý bà con cô bác trong nước và ngoài nước giúp đỡ tôi được nơi ăn chỗ ở, là tôi là cũng quá vui mừng rồi. Không biết nói gì hơn là xin chúc bà con cô bác dồi dào sức khỏe mạnh khỏe đầu năm những cuối năm. Rồi bye bye.